Phủ Khắc Tiệp bật đèn xanh cho Ngọc Trinh, nói lại tình cảm. Ông bầu Khắc Tiệp mong muốn có ngôi nhà và đám trẻ vào năm 2018. Mới đây, trên trang cá nhân Instagram của mình, ông bầu của Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng tải hình ảnh ngôi nhà với dòng trạng thái mong muốn có ngôi nhà và đám trẻ vào năm 2018. Dòng trạng thái của Vũ Khắc Tiệp trước đó, Khắc Tiệp cũng bóng gió rằng rồi có những ngày mộng mơ bắt đầu thực tế dần, lời hứa hôm đó tan nhanh như mưa Sài Gòn, hay lại đầy tâm trạng với dòng trạng thái có những thứ kỳ lạ và đi cũng là kỳ. Nhiều người nghi ngờ rằng Khắc Tiệp đang muốn gắn bó lại với Ngọc Trinh sau hàng loạt những ồn ào tình cảm của cô nàng. Trước đó, khi Ngọc Trinh bắt đầu được biết đến với cái tên nữ hoàng nội y, cũng là lúc tin đồn Ngọc Trinh Khắc Tiệp là một cặp khiến dư luận xôn xao. Chính Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận, đúng là tôi và anh Tiệp có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay lâu rồi. Có một khoảng thời gian tôi ngưng không hoạt động trong làng showbiz. Khi trở lại, tôi vẫn tin tưởng Tiệp trong công việc và gắn bó cho tới bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ rời Tiệp. Còn về chuyện tôi hay đi sự kiện chụp ảnh thân mật với Tiệp, thì tôi thấy cũng chưa có gì gọi là quá giới hạn cho phép. Khắc Tiệp và Ngọc Trinh luôn sống đôi cùng nhau cả trong công việc và ngoài đời. Trước đây tôi yêu Trinh gần một năm, sau đó thôi vì có thể khi đó tôi có nhiều cô gái vây quanh chăng. Thời điểm này, chúng tôi luôn quyến quýt bên nhau, nhưng tình yêu thì không hẳn, Khắc Tiệp từng chia sẻ. Khắc Tiệp cũng nhiều lần tự tin rằng nữ diễn viên vòng eo 56 sẽ không bỏ anh, trừ khi cô đi lấy chồng. Với những cô gái khác tôi không chắc, nhưng với Trinh thì tôi tự tin ở điều này. Tôi và Trinh có 6 năm biết nhau, nhưng chưa có khi nào cô ấy làm sai ý tôi hay nguyên tắc của một người mẫu chuyên nghiệp. Trinh là một người phụ nữ có tính cách khác biệt, không ai có thể hiểu được cô ấy. Nếu ai đó yêu nhưng làm Trinh tổn thương thì cô ấy sẽ vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc, không bao giờ nói chuyện nữa dù có đứng ngay trước mặt. Nhưng Trinh cũng là một cô gái khá lãng mạn, cô ấy bất cần nhưng rất trân trọng giá trị cuộc sống này. Lùm xùm với Tuấn Hưng, Duy Mạnh nói câu này và được 6.000 người thích. Mới đây nhất, Duy Mạnh đã đáp trả những câu hỏi của cộng đồng mạng về sự việc đang lùm xùm giữa anh và Tuấn Hưng suốt mấy ngày qua. Giữa lúc scandal của Duy Mạnh và Tuấn Hưng đang ồn ào trên mạng, nam ca sĩ Kiếp Đỏ Đen đã đăng tải bức ảnh anh ngồi một mình cùng điếu xì gà và ly rượu kèm dòng trạng thái, chúc tất cả có một buổi tối vui vẻ. Bên dưới dòng trạng thái, một tài khoản Facebook đặt ra câu hỏi với Duy Mạnh: khi nào xả anh Hân hả anh Mạnh? Nghe danh anh bấy lâu trong giang hồ, nể nhất là anh đó anh biết không? Thế mà Tuấn Hân chả xem anh ra gì, anh để nó yên sao anh? Ngay lập tức, giọng ca Tiếp Đỏ Đen đã dùng những lời lẽ đanh thép để trả lời. Anh cho biết, anh chưa hề xúc phạm một ai một cách vô cớ hay dọa nạt ai. Nhưng anh có nhà, có cửa, anh chưa hề cay cú ai. Nó muốn đánh hay dọa anh thì anh mời đến nhà anh. Anh sẽ mời nó ăn cơm và xin lỗi nó. Bảo nó là nghệ sĩ là phải làm đẹp cho cuộc sống, chứ không phải dọa dẫm đánh người. Chẳng có một thằng nghệ sĩ nào trên thế giới đe dọa đánh người mà trở thành một nghệ sĩ thực thụ được em nhé. Câu trả lời thẳng thắn của Duy Mạnh đã nhận được sự chú ý đông đảo của cư dân mạng. Tính đến thời điểm hiện tại, comment trên đã nhận được hơn 6.000 lượt thích. Vụ lùm xùm của Tuấn Hưng, Duy Mạnh xuất phát từ một status đăng tải trên Facebook của Tuấn Hưng. Trong đó, dòng ca Tìm Lại Bầu Trời đã nhắn nhủ tới một người nào đó thôi đố kỵ, mà hãy tự nhìn lại xung quanh mình xem còn ai bên cạnh. Không còn quên nhắn nhủ đàn ông là phải nói thẳng vào mặt nhau. Tuy Tuấn Hưng không nói rõ là ai, nhưng nhiều người đã tìm hiểu và đoán rằng giữa anh và ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh đang có những xích mích cá nhân. Diện danh sách 12 mỹ nhân đẹp nhất châu Á 2017. Mới đây, một trang mạng xứ Trung đã công bố danh sách 12 mỹ nhân đẹp nhất châu Á 2017. Ngày nay, không ít các nữ sinh châu Á đều có cho mình bản danh sách những gương mặt mỹ nhân được yêu thích và muốn sở hữu nhất. Thậm chí, họ còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài giống các sao nữ này. Cùng xem danh sách 12 mỹ nhân đẹp nhất châu Á 2017 do trang VD công bố với sự bình chọn của người hâm mộ xứ Trung. Dương Dung lên ngôi đầu bảng với 7.221.045 phiếu. Gây ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng ngây thơ, hồn nhiên cùng vẻ đẹp thanh khiết như sương mai, Triệu Lệ Dĩnh đang được coi là thế hệ nữ thần mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Cô được bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân cổ trang và được nhắc đến như một tiểu hoa đáng của Trung Quốc
hội tụ cả tài năng cùng sắc đẹp. Mặc dù đã tách ra khỏi nhóm SNSD và hoạt động riêng lẻ, nhưng Jessica vẫn sở hữu lượng fan đông đảo. Cô từng được các fan ưu ái gọi tên là công chúa băng giá. Với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng ca hát, thiết kế thời trang, không khó hiểu nếu Jessica có tên trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất châu Á. Trịnh Sản theo sát nút với vị trí thứ tư. Angela Baby với nét đẹp trong sáng cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Tại xứ sở Kim Chi, bất luận là sao nam hay nữ, để có thể xuất hiện lung linh và xinh đẹp hơn, nhiều người đã phải dùng tới công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ. Chính vì lẽ đó, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của Song Hye Kyo càng trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Cho dù không trải qua bất cứ công cuộc thẩm mỹ nào, song khuôn mặt yêu kiều của Song Hye Kyo vẫn ăn đứt bao mỹ nhân dao kéo khác. Vị trí thứ 7 thuộc về mỹ nhân ảnh gốc Đường Yên. Song Ji-hoo là đại diện Hàn Quốc, thường xuyên có mặt trong các bảng xếp hạng mỹ nhân châu Á. Vẻ đẹp tự nhiên, ngọt ngào của Song Ji-hoo gây ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ. Quỷ quỷ Ngô Ánh Khiết khẳng định nhan sắc với 7.162.955 phiếu do cư dân mạng bầu chọn. Tuy đối diện với không ít tin đồn thẩm mỹ, nhưng nàng hoa đáng dương mịch vẫn được bầu chọn là thần tiên tỷ tỷ mới của làng giải trí Hoa ngữ với vẻ đẹp ngọt ngào và gợi cảm. Crystal Young, mỹ nhân sinh năm 1994, có đôi mắt khiến các chàng trai điên đảo cùng phong cách thời trang thời thượng, thành viên hàng kiểu Mỹ của nhóm nhạc nữ FX. Chốt sổ danh sách 12 mỹ nhân đẹp nhất châu Á 2017 là Lâm Tâm Như, bà xã của Hoắc Kiến Hoa. Chàng paparazzi nổi tiếng Hàn Quốc bất ngờ đưa tin về Ngọc Trinh vì lý do này đây. Có lẽ ngay đến cả Ngọc Trinh cũng không ngờ mình lại được trang paparazzi nổi tiếng của Hàn Quốc đưa tin. Trong showbiz Hàn, Dispatch được coi là nỗi ám ảnh của nhiều ngôi sao bởi nó là tờ báo chuyên phanh phui những tin đồn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ. Có khá nhiều cặp đôi nổi tiếng đã bị vạch trần chuyện hẹn hò bởi Dispatch như Lee Min Ho, Shin Ji, Biren, Kim Ti Hee. Mới đây, trang paparazzi nổi tiếng nhất Hàn Quốc này đã bất ngờ đưa tin về nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Tuy nhiên, không phải là chuyện đời tư hẹn hò của cô nàng. Bài viết với tiêu đề Người mẫu Việt Nam trước thân hình S-Line giới thiệu Ngọc Trinh cũng như dành những lời khen có cánh dành cho thân thể nuột nà, săn chắc của cô nàng. Dispatch còn cho biết thêm rằng gần đây, đường cong quyến rũ của Ngọc Trinh khiến cho cộng đồng mạng Hàn Quốc không khỏi chú ý, kèm theo những hình ảnh nóng bỏng của nữ hoàng nội y. Trang báo khen Ngọc Trinh có thân hình khiến cho mọi thứ đều bị lu mờ, khiến cho người khác phải đau tim bởi thân hình S-line của mình. Phòng eo con kiến, vóc dáng cân đối của Ngọc Trinh, ngay cả khi nhìn từ đằng sau. Đôi chân dài thon gọn của Ngọc Trinh cũng nhận được rất nhiều lời khen từ trang báo nổi tiếng nhất Hàn Quốc này. Thậm chí còn cho rằng cô nàng rất hợp với màu đỏ vì làm tôn lên nước da trắng ngần của mình. Một bức ảnh Ngọc Trinh quyến rũ trong bộ đồ nhảy được trang báo đăng tải trong bài viết của mình. Trang Dispatch còn đăng những hình ảnh tự sướng khoe thân hình của Ngọc Trinh và gọi cô là nữ hoàng quyến rũ. Trang báo nổi tiếng Hàn Quốc còn nhấn mạnh rằng những hình ảnh này đều không qua chỉnh sửa. Còn gọi bức ảnh này của cô nàng là áo tắm táo bạo. Có lẽ ngay đến cả Ngọc Trinh cũng không ngờ mình lại được Dispatch Chan Paparazzi nổi tiếng Hàn Quốc đưa tin và dành những lời khen có cánh dành cho mình. Hot Boy trà sữa của thách thức danh hài không chỉ đẹp trai mà còn hát hay và thích gãi. Đoạn teaser trận chung kết cuối cùng của thách thức danh hài mùa 3 đã hé lộ nhiều chi tiết thú vị về anh chàng hot boy trà sữa Tấn Lợi. Vào lúc 21:30 tối thứ Tư ngày 22 tháng 2, 2017 tuần này, trên kênh HTV7 sẽ lên sóng tập gala cuối cùng của thách thức danh hài mùa 3. Tập thi này sẽ là màn tranh tài của hai nhân tố nổi bật, cô giáo Triệu View Cẩm Hà và hot boy trà sữa Lê Tấn Lợi. Hot boy trà sữa Tấn Lợi, anh là một trong những thí sinh đã làm mưa làm gió cộng đồng mạng khi đoạt được tiền thưởng 100 triệu đồng. Chàng hot boy sinh năm 1994 đã chinh phục được cả hai danh hài Trấn Thành và Trường Giang, cười liên tiếp chỉ với duy nhất một kịch bản, nhưng xài chưa tới 4 vòng. Anh cũng từng vướng nghi vấn diễn sâu khi thay đổi tính cách đột ngột ở hai mùa thách thức danh hài. Ở đoạn clip teaser tập cuối này, Tấn Lợi tiếp tục khiến khán giả cười ồ lên với những đoạn đối đáp cùng giám khảo về bệnh thích gãi,
Ngoài ra, anh chàng còn khoe giọng hát nhẹ nhàng ngọt ngào của mình. Cẩm Hà được nhận xét là hiện tượng triệu like với nét diễn mộc mạc cùng cách nói chuyện chân thành và nụ cười hiền lành dễ mến. Chị còn khiến khán giả nổ tung bởi những tiếng cười ngập tràn khi đá xéo giám khảo Lùng, và chị còn dự đoán giám đốc chương trình cũng khoái gu Lùng. Không những vậy, chị còn được khán giả nhớ đến bởi những giây phút trải lòng về niềm đam mê diễn xuất của mình. Từng đậu vào trường sân khấu điện ảnh với số điểm cao và học chung khóa với thế hệ diễn viên trẻ như Lương Thế Thành, Lê Phương, Quý Bình. Nhưng sau đó vì không đủ tiền học, chị phải từ bỏ ước mơ của mình, quay về làm giáo viên nhưng chưa bao giờ nguôi đam mê.